Nhà cậu chỗ nào ở Bạc Liêu vậy? Từ khi cha của tôi ngã bệnh, tôi mới chính thức tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia đình. Mong rằng cha cậu đỡ bệnh. Mà ông tên gì? Biết đâu tôi cũng có quen với ông nhà. Cha tôi là ông hội đồng Võ Kim Phan. Ông nhà cũng là người trong ngành hay sao? Phải. Cha tôi khởi nghiệp bằng chợ giải ở trên ghe, rong ruổi khắp các nơi ở miền Tây sông nước. Sau này ông lang thang qua tới tận Trung Quốc để nhập giải về. Từ đó mới xây nên cơ ngơi như ngày hôm nay. À, cha cậu giỏi quá. Vậy chứ má cậu tên gì? Ngọc Lệ. Nhưng không may, bà ấy qua đời khi tôi còn nhỏ. Cậu còn trẻ mà có tài kinh doanh. Thiệt là cha má cậu, ông bà Phan có phước quá. Sanh được con trai tài giỏi như vậy, nối nghiệp gia đình.